Mày là Khoa? Ừ, thì sao? Thiếu tiền thì đánh chiếm tụi anh là đúng rồi cưng. Thể hiện tốt thì sẽ không sợ thiếu tiền ăn chơi. Ha. Có khi nào em nghĩ là Gina rời nhóm là tại vì em không? Nó để tôi xử nó. Tôi bây giờ chia tất cả các em. Anh tên là Chiap, học sinh cũ của trường mình. Nhưng mà hôm nay các em sẽ phải gọi tôi bằng thầy. Các em rõ chưa? Yeah. Chúng em phải đi rồi. Cảm ơn thầy đã chiều cố. Mấy thầy cô đi hết rồi. Ai dạy dỗ mấy đứa nhỏ này chứ? Sinh ra trên đời cha mẹ cho đôi bàn chân, bước vẫn cứ bước chẳng có điều gì hối hận. Đã vài lần đặt tay mẹ dành vọng với sinh cuộc sống mọi thứ lên bàn cân, nhưng hết tôi còn sống là tôi còn viết và còn rap, nên tôi cũng chỉ đơn giản một công hiến như là bao con người khác. Sống thật lặng lẽ, nuôi ước mơ thật nhỏ bé và mộc mạc, công hiến cho đời trong từng câu thật chất phát ngồi làm nhạc. À, đã có lúc công trình nhưng phải dừng lại vì bao trận đấu kia, nhưng cuối cùng chẳng còn lại gì.